Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn tất cả đồ ăn ở trong Roblox. Bắt đầu thôi. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ vào trong Roblox để tìm được cái món ăn đầu tiên của chúng ta ở trong Roblox nha các bạn nha. Thì xin giới thiệu bạn, đây chính là nguyên một cái hành tinh thế giới bánh kẹo. Chúng ta sẽ có rất là nhiều đồ ăn ở đây để chúng ta ăn. Đấy, ở bên này thì tôi thấy là nó có cái gì đây? Pizza hả? Pizza ăn rồi, tôi không ăn nữa. Ở bên kia thì có cái hamburger kìa, hamburger tôi cũng ăn rồi. Ở chỗ này thì là có kem nè. Ui, kem này giống kiểu kem giác vàng á nha. Nhưng mà kem thì chắc là để video sau đi. Video này tôi cũng chưa muốn ăn kem lắm. Sô-cô-la thì cũng được đó, nhưng mà không có ngon lắm nha. Để kiếm coi có cái gì ngon hơn không. Ui, ở chỗ này có khoai tây chiên nè mấy ông. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ chắc tôi không ăn khoai tây chiên đâu. Để tôi nhảy ở bên đây coi coi bên này có gì không. Đây, tôi tìm thấy được một cái món này nhìn lạ nè các bạn. Một cái bánh kem cầu vồng sao. Ở bên trong của nó là có rất là nhiều lớp cầu vồng mà xanh đỏ tím vàng các kiểu nè, nhìn có vẻ ngon nè. Được, tôi sẽ thử ăn một cái bánh cầu vồng như thế này nha các bạn nha. Được, món đầu tiên sẽ là bánh cầu vồng nha các bạn. Đây rồi mấy ông ơi, tôi mới vừa tìm ra được một cái bánh gì lạ trên đây nè. Để tôi nhảy lên đây cho mấy ông xem. Bây giờ tôi thích ăn mấy cái đồ ăn nó lạ xíu mấy bạn ạ. Chứ mấy cái đồ ăn bình thường chúng ta hay ăn thì nó bình thường quá rồi đúng không? Đây ở trên đây nè, tôi có thấy cái bánh gì đây. Đây, đó. Một cái dĩa bánh nó có mấy cái bánh tròn tròn gì nè các bạn. Đây, xanh đỏ tím vàng các kiểu nè. Hay là hôm nay chúng ta ăn bánh gì đó nó có màu sắc xíu đi nha. Tôi thấy có mấy cái bánh tròn tròn ở đây nó xanh đỏ tím vàng các kiểu nè. Ok, tôi sẽ ăn thêm cái bánh này nữa nha các bạn nha. Vậy thì bây giờ chúng ta đã được hai loại bánh rồi đó. Bây giờ chúng ta kiếm thêm một loại cuối cùng nữa đi, là ba loại bánh đi ha. Ok, sau đó ăn thêm những cái món ăn khác nữa. Đây, tìm thấy rồi mấy ông ơi. Nhưng mà cái này thì hình như không phải là cái bánh nha. Cái này hình như là một cái ngôi nhà mấy ông ạ. Một cái ngôi nhà có hình cái bánh. Ở bên dưới là sô cô la, còn ở trên là kem nè. Nhìn cũng có vẻ hấp dẫn đó. Ủa mà sao bên này có cái xe bị lật ở đây vậy? Ủa, sao có cái xe bị lật ở bên này vậy mấy ông? Mình có lấy được không ta? Ôi, tôi lấy được cái xe nè mấy ông ơi. Ủa, tự nhiên vô đây ăn bánh cái tiền nhận được cái chiếc xe Lamborghini siêu xe mấy ông ạ. Ui, chạy nhanh thật sự luôn á. Ok, được rồi bạn ơi. Vậy là chúng ta đã tìm ra được ba món bánh đầu tiên để chúng ta ăn rồi đó. Bắt đầu ăn thôi nào, let's go. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một đống bánh kẹo ở đây. Ủa mà từ sao bánh kẹo gì nhiều màu thế vậy? Đúng rồi, trời ơi, ở trong Roblox chúng ta thấy nó có nhiều màu thì tôi phải mua nhiều màu bên ngoài chứ đúng không? Đây, xin giới thiệu với bạn. Cái bánh này là bánh gì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy nó giống cái bánh ở trong Roblox cho nên tôi mua. Đấy, những cái bánh này nó có hình tròn thế này nè các bạn, nhìn nó giống cái bánh ráng của Doraemon đó, nhưng mà tôi nghĩ chắc phải bánh ráng Doraemon đâu, tôi chỉ mua để vì tôi thấy nó giống thôi. Đó. Với lại là bánh này, đây, cái bánh này là có trong Roblox thì lại chúng ta thấy nè. Nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là nó có rất là nhiều màu sắc nha các bạn nha, như cầu vồng luôn. Hả? Bánh ngàn lớp hả? Đúng rồi, ngàn lớp. Ăn xong là mập ơi là mập luôn, lăn luôn chứ không còn đi nữa bạn ơi. Thôi nói chung á là Phong cũng mập rồi. Cái đây là Phong sẽ kéo sang mập theo. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bánh này đầu tiên đơn đi ha. Nha. Ok, bánh này trước đây, bây giờ Sam cầm một khay luôn đi. Sam cầm một khay luôn, Phong cầm một khay luôn. Dạ chưa. Rồi, bây giờ bọn mình ăn thử vị nào trước nè. Từ màu vàng đi, màu vàng, màu vàng. Ok, màu vàng nha. Các bạn hay. Mời mấy bạn ăn nha. Vô nè. Vô. Ok. Ui. Cái bánh này nó làm cái vỏ. Nó là vị chuối. Vị chuối. Cái vỏ vị nó cái vỏ mà. Cái vỏ của nó là vị chuối nha các bạn nha. Nó màu vàng và vỏ của nó là vị chuối. Bên trong thì có nhân sô cô la nha các bạn. Ui, ăn lạ thật sự luôn á. Nó có hơi chua chua nha. Nó hơi chua chua. Nó hơi chua chua các bạn ạ. Ok, đến cái màu hồng nha. Đây. Cái màu hồng nha các bạn. Chim hồng nha tôi nè. Vô. Cái màu hồng á thì Phong thấy là hình như nó là vị dâu. Dâu và à. Nó có sô cô la bên trong nhưng mà sao cái bánh này á nó có một cái đặc điểm á bạn, là nó hơi chua chua các bạn ạ. Cái nào nó cũng chua chua thì bắt chanh okay, thôi. Có khi nào bánh này bị hư rồi không ta? Sao? Kỳ quá à, không ta? Em ăn nó kiện cái gì mà. À không, chắc là cái bánh này cái vị nó có bị chua vậy bạn, chứ không phải bị hư đâu. Tôi thấy hơi đau bụng sao đây? Gì đó? Giỡn. Rồi chúng ta đến với màu xanh lá cây nè. Sammy đoán màu xanh lá cây là bị gì? Vì matcha. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ là bị matcha đó. Đúng. Vị matcha. Nhưng mà vẫn chua. Nó vẫn có mùi chua. Là nó có chua chua.
chua gì ta? Tương hơi sợ sợ nha. Sao nó cứ chua chua á bạn ơi? Bánh mà chua chua là do gì vậy? Không biết nữa. Nhưng mà có vẻ cái bánh này là nó kiểu chua chua vậy á. Nhưng mà sao tôi với bà ăn mỗi người cắn miếng thì bỏ thì tí phải ăn hết nha, không được bỏ phí nha. Biết rồi, ăn hết đống này mập lên 10 kg. Rồi okay. Bây giờ là... chúng ta cùng nhau đến với bánh kem ngàn lớp. Trời ơi, bánh này chắc nhiều bạn biết rồi đúng không? Tên 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 đây chính là bánh kem ngàn lớp phiên bản cầu vồng. Bảy sắc tôi giống nha các bạn. Ở bên ngoài thì nó có một cái miếng bọc ni lông, chúng ta phải tháo miếng bọc ni lông ra các bạn ạ. Đây. Ua. Sao biết cái bánh này là tôi hay thấy ở trong chuyện nào không? Chuyện nào? Xin cậu bé bút chì. Ủa có hả? Đúng rồi. Ở trong xin cậu bé bút chì là hay có mấy cái bánh, có cái bánh kem kiểu này lắm đó các bạn. Nhưng mà nó là bánh kem sô-cô-la, nó có trái dâu phía trên. Đó, xin nó thức ăn luôn. Ok. Rồi. Mình sẽ thử nha. Sao ăn thử chứ? Rồi đây mình sẽ cậy xuống. Ua, nó rớt xuống ngàn lớp nè. Đó. Ua. Hôm nay Sam báo gì Sam? Hả? Sam nay Sam báo gì Sam? Từ từ tôi làm lại đi. Trời ơi, kỳ quá à. Rồi, sẵn xuống. Đúng rồi, coi chừng rớt nữa nha. Rồi. Đó, đủ ngàn lớp chưa? Rồi, ăn thử nha. Mời các bạn nha. Mời bạn ăn nha. Mời bạn ăn cơm tổ nha. Sao? Ngon nha. Tính ra là cái vị của nó giống như là mấy bạn đang ăn một cái bánh kem sinh nhật. Với mấy bạn biết đến bánh kem sinh nhật cái vị của nó như thế nào mà đúng không? Biết. Nhưng mà bù lại là nó ít kem hơn cho mấy bạn ăn sẽ không có bị ngán. Và ăn vô sẽ cảm giác nó hơi sần sật. Bởi vì nó có rất là nhiều lớp đó bạn. Ăn cực kỳ ngon luôn. Đây các bạn coi nè. Đây tôi sẽ lấy thử miếng cho Sammy ăn thử nha. Wow, rất à, hơi nó hơi nhỏ, tôi sẽ lấy miếng bự xíu. Nhỏ rồi. Không ăn được. Đây. Rồi Sammy hả miệng ra. Sao? Ngon không? Nó không bị ớn bạn ơi. Ăn nó ngon nha, nó không có bị ngán nha các bạn. Bánh kem bình thường á, nó nhiều kem quá cho nên mình ăn xíu thôi mình ngán rồi. Còn cái này nha, là ăn không cảm thấy ngán nha các bạn. Và cái điều mà Phong thích ở chỗ là nó có cái cầu vồng như thế này nha các bạn. Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Wow. Làm hơi bị cực nha các bạn. Là lớp từng lớp luôn nha ta. Là lớp bằng tay á. Ngon, bánh này cho 10 điểm luôn. Có vẻ là gu Phong các bạn ơi, đó, thích ăn bánh này rồi. Đó. Sao cho mấy điểm? Tôi là 8 điểm, tôi thấy ngon nhưng mà 8 điểm thôi, tôi vẫn chưa thích. Tôi là thấy cho 10 điểm luôn á, bánh này siêu ngon luôn. Được. Ok. Bạn nào ăn thử cái bánh này một lần nha, ra siêu thị thấy bánh này mua thử ăn đi ngon. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bánh này nha bạn nha. Thì cái bánh này là sô cô la. Cái bánh này người ta gọi tên nó là gì ạ? Bánh pudding. Bánh gì? Pudding đúng rồi. Pudding dâu tay. Ok, còn của Phong là sô cô la, mở ra nè. Ui bên trong có kem. Trời quá trời kem luôn mấy ông ơi. Tôi nhìn gì trong cái bánh này. Tôi có thể thấy được một chữ. Mập. Ui nó là thạch hả? Ủa, thạch á? Ủa chứ phải bánh hả? Không. Ủa, vậy là nó là thạch rau câu các bạn ơi, chứ phải bánh các bạn ơi. Nó không phải là bánh các bạn ơi, mà nó là thạch. Nhưng mà nó cũng không phải như là thạch dừa đâu nha. Nó là cái thạch nó hơi kiểu mềm mềm như kem. Chứ nó không phải giống như thạch dừa mình hay ăn đâu. Tôi không thích ăn thạch các bạn ơi. Quầy cái này ăn thấy ngọt quá. Bị ngọt quá Không ngon. Cái này quá ngon, còn cái này quá ngọt. Đúng rồi, cái này ăn nó bị ngọt mà nó bị ngấy, nó bị ngán các bạn. Tại vì nó kem nhiều quá, nó bị ngán, nó không ngon. Nói chung là ba cái bánh này là tôi thấy là có cái bánh ở giữa này là ngon nè. Bánh này á thì ăn chua lè, còn bánh này á thì ăn thấy nó ngọt các bạn ạ, chứ nó không ngon. Nói chung là bánh ở giữa là ngon nhất, đúng không Sam? Đúng rồi. Đâu để Phong thử cái vị dâu của Sam coi thế nào nè. Nó còn hơn nữa, nó còn ngọt hơn cái kia. Tôi còn ngọt hơn cái sô cô la đó, tôi thật. Cái vị dâu này nó còn ngọt hơn cái sô cô la nữa bạn. Ngọt bánh sát luôn á. Trời ơi, ngọt quá. Ngọt dễ sợ ngọt quá. Chịu. Không muốn này không ăn này được. Và kết quả là chỉ có bánh này làm được tụi mình rung đinh luôn, còn hai bánh này chịu. Hey, ăn bánh xong rồi, quá là ngọt. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái món gì đó mặn mặn xíu để chúng ta ăn nha các bạn nha. Thì ở đây tôi có tìm được một cái con map khá là hay. Ở trong đây là nguyên cái thế giới là có đúng một cái quán ăn như thế này thôi các bạn. Đấy, hình như đây là một cái quán ăn của Nhật Bản. Để tôi vào tôi xem nữa coi. Ở đây là chúng ta thấy là có mấy cái xiên que nè, chả cá nè, sushi. Cái kiểu nào mà sushi tôi ăn nhiều rồi, cho nên chắc là tôi không ăn sushi nữa đâu. Để tôi vào trong quán tôi xem coi trong quán có gì nha. Vô bên trong luôn nè. Ui, cái menu ở đây luôn nè các bạn. Cái gì? Takoyaki hả? Takoyaki. Takoyaki là mấy cái viên tròn tròn đúng không? Ui, có hình luôn nè các bạn. Đây, có hình của mấy cái viên takoyaki nè. Nhìn có vẻ ngon đó nha. Được, hay là mình sẽ thử ăn thử takoyaki ta. Ui, nhìn có hấp dẫn á. Hình như takoyaki là mấy cục tròn tròn này đúng không? Bên trong của nó sẽ có bạch tuộc nè. Và bên ngoài sẽ có khô cá, rất là ngon luôn. Hay là ăn cái món này ta. Được không nhờ? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ăn đến món tiếp theo là món takoyaki nha các bạn nha. Let's go, ăn thôi nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món bánh takoyaki.
Takoyaki. Dạ, ok bạn ơi, thì cái món bánh này tôi không biết tôi đọc tên đúng hay không, nhưng mà tôi đọc ở trên giấy là người ta ghi là bánh takoyaki nha bạn nha. Thì đây chính là một cái loại bánh của Nhật Bản rất nổi tiếng, rất là nổi tiếng luôn, và có rất là nhiều bạn trẻ khá là thích ăn. Ở bên trong thì hình như nghe đâu là nó có mực nè, với lại là một cái lớp bột khá là dày. Còn ở bên ngoài á thì sẽ có cái lớp khô, cái đó hình như là khô cá đúng không? Khô cá hay sao á, và có cả sốt mayonnaise nữa, rất là ngon luôn. Và trước khi ăn thì tôi với Sammy sẽ thi đấu với nhau xem coi ai có thể tách được đôi đũa đẹp hơn nha. Đây là một cái kiểu mà cũng khá là vui các bạn, trước khi ăn thử tách đũa đó. Ok, Sam tách thử đi. Rồi, cùng tách luôn không? Ok, không, Sam tách trước đi. Wow, đẹp dữ vậy. Ồ, trời ơi, hoàn hảo luôn á. Hoàn hảo luôn bạn ơi, tách đôi đũa hoàn hảo luôn nha. Ê, ôi, tôi không ngờ luôn á. Trời, bình thường mà, tới lượt tôi nè. Ồ, cũng đẹp nha. Hoàn hảo, hoàn hảo nha. Một đôi luôn nha. Yeah, một cặp đôi hoàn hảo. Yeah, ok rồi, mời Sam ăn trước. Ok. Rồi Sam ba lựa cục nào mà nó nhiều sốt mayonnaise ăn cho nó mau ngán. Gì vậy? Rồi, Nhật Bản như này nè, Nobita sẽ kêu Itadakima. Đó, ok. Rồi ok, ăn đi. Đó. Rồi ăn thử nha. Nhiều bột quá. Nhiều bột quá hả? Ừ. Thì cái món bánh này là nó khá là nhiều bột các bạn ạ. Nói chung là cái món này á là tôi đã từng ăn rồi. Và trong những cái sự kiện mà có lần tôi đi sự kiện Fest á, tôi đi Fest á, tôi coi cosplay á. Thì tôi thấy là ở trước người ta có bán cái món này. Thì tôi có vô tôi mua thử, nhưng mà tôi ăn thấy không hợp lắm, tại vì tôi thấy nó hơi nhiều bột các bạn ạ. Lần này là tôi mua ở trong siêu thị. Đây, bây giờ tới lượt tôi ăn thử nha các bạn. Mời các bạn nha. Nó là nhiều bột các bạn ơi. Sao nó hơi nhiều bột ta? Nó là nhiều lắm, giống kiểu chọc bột lên luôn á. Người ta bảo là ở trong đây sẽ có một cái miếng tua của con bạch tuộc. Yeah. Nhưng mà tôi ăn tôi thấy bột không thôi, không thấy bạch tuộc nữa hết. Chắc bạch tuộc đi bơi rồi. Chúng là vẫn được, ok. Đó, nói chung món này cũng ok. Rồi, chúng ta đến với món tiếp theo nè. Let's go. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn tiếp theo nào. Để mình xem coi, ở đây là tôi bấm là map đồ ăn của Roblox. Thì nó ra tôi thêm một cái con map này mà nhìn y hệt như cái công viên vậy á. Chứ có giống cái map đồ ăn đâu ta. Ở bên này nó bán gì đây? Ồ, kẹo bông gòn hả? Ồ, bên này là có bán kẹo bông gòn nè các bạn ơi. Từ để tôi... Ủa, khoan từ cái gì đây? Ủa, sao bên này có cái ông này nhìn cái mặt của ổng giống Skibidi vậy? Gì nhìn thấy ghê quá vậy? Ok, ok, để mình chạy vô đây mình xem thử coi. Ở bên này thì tôi thấy là hình như là một cái nơi để sản xuất kẹo bông gòn hay sao các bạn ạ? Đây đây đây, sản xuất kẹo bông gòn nè. Ở bên này có mấy cái kẹo bông gòn nó còn rơi được mấy cái kim tuyến được kiểu nè. Ui, đẹp thật sự. Hay là bây giờ mình ăn kẹo bông gòn nha. Tại vì lâu lắm rồi tôi cũng chưa ăn kẹo bông gòn nữa bạn ơi. Ở đây có ông nào từng ăn kẹo bông gòn chưa, comment cho tôi biết nha. Hay là mình ăn kẹo bông gòn đi nha. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn kẹo bông gòn nha các bạn nha. Nhưng mà bây giờ có một cái kẹo bông gòn thôi thì không đủ. Tôi sẽ kiếm thêm một cái món gì đó nữa nha. Ok. Và món ăn tiếp theo của chúng ta, Sammy đón đây là món gì? Đây là trà sữa đúng không? Really nigga. Cái ly là biết rồi. Cái gì mà trà sữa? Cái này không phải là trà sữa. Cái này chính là kẹo bông gòn. Đó đó là... Kẹo bông gòn hả? Ủa kẹo bông gòn các bạn ơi, đây. Kẹo bông gòn bình thường người ta để trong cái que đúng không? Đúng còn rồi. Này là ta để trong cái hũ nha các bạn. Đây. Wow, hay vậy. Đó, lấy ra. Ui, nguyên cục bông gòn nè. Đây, tôi sẽ lấy màu hồng nha, tại vì tôi đang mặc áo màu hồng. Wow. Cái món này có thể gọi là một món ăn tuổi thơ luôn, bởi vì chắc chắn trước trường học nào cũng sẽ bán cái món ăn này, chắc chắn luôn, đúng không? Trường sao có bán không? Có nha, có đúng luôn. Không? Trường mấy bạn có bán món này không? Comment xuống bên dưới tôi biết nha. Yeah. Ok, ăn thử đi. Trời ơi, tan miệng luôn á. Cái món này tôi nghĩ là cái điều thú vị để cho mấy bạn thích ăn đó chính là bởi vì bỏ vô miệng nó tan liền luôn. Ngon quá hả? Nhưng mà cái này là nó là làm bằng đường cho nên là các bạn ăn ít thôi nha các bạn nha. Ăn từ từ thôi, Sam ăn cái gì Sam ăn. Cái ngủ này thôi, cho Sam hết đó, Sam cầm ăn hết đi. Sam ăn xong Sam mập lên 10kg luôn á không? Rồi được rồi, Sam chấm mấy điểm nè? Chắc là 7 điểm, miệng nó vui á. Nó vui chứ. Kẹo bông gòn này á thì nói chung là ăn là nó là tuổi thơ rồi, cho nên là mình sẽ cho 7 điểm luôn nha các bạn nha. Tuổi thơ mà các bạn. Chứ nếu mà nói ngon á thì thật sự là chỉ lúc nhỏ thấy ngon thôi, chứ lớn lên là ăn thấy nó ngọt quá. Đúng rồi. Nói chung là món ăn tuổi thơ cho nên mình sẽ cho 7 điểm nha. Ok. Có bạn nào thích kẹo bông gòn hãy comment xuống bên dưới cho tôi biết luôn nha. Rồi, ok. Chúng ta cùng nhau đến với món tiếp theo nào. Let's go. Rồi, và món ăn tiếp theo của chúng ta thì tôi đã quyết định
tôi sẽ đổi qua một cái con map khác. Thì cái con map này chính là một cái con map mà tôi đã từng chơi rồi. Thì ở trong đây có rất là nhiều loại bánh luôn. Ở bên này là nó có mấy cái bánh vòng nè. Ở bên này là nó có mấy cái bánh donut nè. Nhưng mà hình như là tôi ăn cái món bánh này rồi, cho nên tôi sẽ không ăn tiếp đâu bạn à. Tôi sẽ chạy vào trong đây để xem coi có món gì khác đâu. Ồ, có bánh mì nè mấy ông. Hay là ăn bánh mì ta, mấy ổ bánh mì dài dài nè. Rồi xong chết queo luôn. Đụng vô mấy ổ bánh mì cái chết queo luôn mấy ông ơi. Ở trong này nó có mấy cái ổ bánh mì dài dài thế này các bạn. Hay là mình thử ăn bánh mì ta. Ừ, thấy bánh mì cũng hợp lý nè. Để chạy bên đây coi còn món gì khác nữa không, ngoài bánh mì không. Ui, ngoài bánh mì ra thì còn có bánh donut nè. Nhưng mà cái bánh này tôi ăn rồi, cho nên là chắc là tôi sẽ không ăn nữa đâu. Tôi thích ăn mấy cái món gì đó nó mới lạ xíu, bạn hiểu không. Ở bên này thì sẽ có gì đây. Lại tiếp tục là bánh mì, nhưng mà là bánh mì vuông. Bánh mì vuông thì cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Hay là bây giờ chúng ta ăn bánh mì dài luôn đi ha bạn ha. Cái ổ bánh mì mà hồi nãy chúng ta mới thấy khi mà chúng ta vào game á, là một cái ổ bánh mì nó dài ơi là dài luôn á. Ok, quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ ăn món bánh mì dài nha các bạn nha. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã ăn được tổng cộng là 6 món rồi đó. Ok, không biết rằng tập sau chúng ta sẽ ăn gì ở đây. Mấy bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn tiếp những cái món tiếp theo nha. Let's go. Sập bay. Cái gì đây? Tên là, xin giới thiệu với bạn, bánh mì siêu to khổng lồ. Yeah, đây của Sam cái, Phong cái. Ở trong Roblox chúng ta đã tìm thấy được ổ bánh mì, cho nên là ở ngoài đời thật chúng ta cũng phải có ổ bánh mì nha bạn. Vậy hả? Cái này là cái kiếm cho ổ bánh mì. Vô solo, solo không? Nè, vô ai solo. Cái ổ bánh mì này là chắc là mình với Sammy, à không, nguyên cái game mình ăn không hết luôn các bạn ơi. Ủa nó dài các bạn ơi. Ok, như tôi nữa đi. To hơn cái mặt của mình nè các bạn. Cái ổ bánh mì này nó to hơn cái mặt của mình với Sam cộng lại luôn nha. Ở đây có ông nào thích ăn bánh mì chấm sữa không? Comment xuống bên dưới tôi biết nha. Ngày xưa tôi có một cái trò thế này nè, đó chính là tôi sẽ thường hay móc cái phần mà cái bột trắng trắng ở bên trong nè các bạn. Đây, cái phần lõi của cái phần lõi của bánh mì các bạn, tôi chấm sữa tôi ăn đó. Yeah. Ngày xưa nhà tôi mua bánh mì về á, tôi khôn lắm, tôi toàn móc cái này ra tôi ăn không mà, còn cái vỏ tôi bỏ. Ủa gì vậy? Tôi ăn cái vỏ hơn. Không, tại cái bên trong á chấm sữa ăn hơi thì ngon luôn. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau ăn xong tiếp những món ăn mà bọn mình đã tìm thấy ở trong Roblox rồi. Thì mấy bạn có thấy thích video này không nào? Nếu bạn thích video này đừng quên hãy bình luận xuống bên dưới cho tôi biết nha. Còn bây giờ tôi nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Nhớ like, share và subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của tôi nha mọi người. Like cho tôi nha. Bye bye mọi người nha.